Úi dồi ôi, các chị phục vụ hơi bị xa. Em đây các bạn, đi tận phía đằng kia cơ. Đây cái cô để ăn cỗ, chào nha. Đấy, các bác phục vụ cỗ rất là nhiệt tình. Mình đi qua một chút xem tất cả mọi người đến ăn cỗ. Chị mới đến à chị? Mới đến ạ? À? Úi dồi ôi, cái chị này mang cái nồi đi chở đi như là chở đi đánh giặc nhá. Đây 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 các bạn, mang đi đánh giặc thật. Đây mang lên cái chỗ vị trí này các bạn. Đó. Ui chào anh nhá, đẹp trai quá nhá. Quá đẹp luôn. Đó. Trước kia bọn người ăn cơm mình qua đây quay một chút cho các bạn xem. Quay mặt em nhìn làm nhìn thấy. Chào các anh nhá. Đẹp trai quá các anh. Thôi đi ăn cỗ khác nhỉ. Vâng. Quay à? Quay à? Có ạ. Sáng em vào rồi. Ui nắng quá. Vâng. Vâng. Úi giời ơi. Vất vả. Hey, nồi. Một xô nồi canh các bạn. Hai bạn chờ chờ, hai bạn chờ chè. Đi qua đây quay phim các cô này một tí. Đây. Ôi con chào các bạn nha. Các bạn các cô. Còn các bạn đi ăn cỗ. Các bạn đi sớm phết nhờ. Đây là cũng tầm 10 giờ trưa rồi các bạn đây này. Nên là mọi người đến rất là đông rồi. Ồ, bạn ấy đang chuẩn bị phong bì à? Và chuẩn bị em ơi. Đây các bạn, các chị đang chuẩn bị phong bì các thứ nhỉ. Thôi đi vào cỗ thôi các chị. Em mình xuống đây xem mọi người một chút các bạn. Ở đây thì toàn là thanh niên. Thanh niên nhí đông nhá. Ui ồ. Khu vực thanh niên. Xong hết rồi à chị ơi, sôi xong rồi à? Xong rồi, hết rồi. Để em không sôi nhá. Vâng. Lên đồ hết rồi, xong rồi. Xong hết rồi nhỉ? Còn cái món xôi cẩm không ạ? Xôi cẩm. Xôi đỏ nhỉ? Chưa ra đúng không? Bên anh ơi, lấy bóng bay cho em. Ui dồi. Đi, lấy bên đây đi. Bóng bay áo rồi. Chào Ngô. Chào cô, bây giờ phục vụ mâm ở đây luôn các bạn. Đây. Đây mình đi qua đây chia sẻ cho các bạn xem một chút các bạn. Ở đây mọi người đang cỗ các bạn ạ. Ủa. Đi qua một vòng em bé đi. Anh em bà quá là đông vui luôn. Vâng. Em ăn rồi. Như này đầy đủ hết rồi anh nhỉ? Đầy đủ rồi. Đầy đủ rồi đấy nhỉ? Hôm nay cơ bản là đủ. Uy tín rồi. Bây giờ chờ khách đến là ngồi ăn thôi. 2, 4, 6, 8, 10, 11 món. Có bánh canh nữa nhỉ?
có rồi. Còn cơm, còn cháo. Vâng. Bao dục miếng này hơi nhạt, phía bên kia nó mới đẹp. Đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ở đây các cô, mọi người đang chuẩn bị đợi khách về để biếu thịt các bạn ạ. Biếu thịt. Những cái miếng thịt này thì họ hàng người thân, anh em thì mới được cái phần quà này các bạn. Ôi bán hàng còn nhiều đấy chị. Người ta chưa về á. Thế là còn 2 chậu 2 thúng nữa cơ. Nhiều thật đấy. Còn dài dài. Còn dài dài. Các cô anh chị ở đồng bào dân tộc Nùng các bạn. À, các bạn ơi đây, các cô chị chờ ăn trầu nhỉ, chờ ăn trầu. Các bạn thân mến, bây giờ là hai bạn này, đây là ông mỏi. Hai bạn này là cô đưa nhỉ, em nhỉ, cô dâu phụ hay cô đưa? Cô dâu phụ. Đây hai bạn này sẽ tiêm trầu, hai cô gái rất là xinh các bạn. Một lát nữa là mình xem hai bạn này sẽ tiêm trầu các bạn nhé. Cái khâu chuẩn bị ăn trầu các bạn ạ. Đây, mình thấy là một chị kia đang cầm một chiếc vòng tay đấy các bạn, lắc tay. Đây là phía bên nhà gái nha anh nhỉ? Không, anh là bên nhà gái chứ. Vâng. Một đoàn này nhà gái. Đây. Các bạn đang bây giờ xem hai bạn này tiêm trầu một tí nhỉ. Đây. Trầu cau 2 điếu thuốc. Với cả một chút thuốc Lào. Quay rõ. Dạ vâng. Quay một số nó không rõ. Chắc chắn rồi anh. Oh my.
Hai cô dâu này. Dạ dạ, chào người ăn trò các bạn. Sau khi bà lấy được chầu cau thì phải uống một chén rượu các bạn. Phải uống một chén rượu. Ăn chào cả buổi chiều mà chưa đầy hết đâu nhỉ. Và ô các bạn này. Cái nào bạn nào cần áo, nào cần thải quá. Mọi người đang chờ ăn trò và ăn trò xong rồi đây. Các cô anh chị rất là đông vui. Mọi người đến ăn cỗ các bạn. Mình đi qua một chút các bạn nha. Ngày hôm nay là các anh chồng lại rửa bát đấy các bạn. Em bé đang khóc các bạn. Hôm nay là các anh chồng quá đẹp trai. Em quay phim tí anh nhá. Em thấy cái này bao nhiêu đảm đang của bên phụ nữ. Ừ rồi. Năm đảm đang cái gì? Vâng. Các anh hôm nay quá đẹp trai. Ồ, em bé đang khóc nhiều quá. Đừng nói là đẹp trai mà quá xinh. À, quá xinh. Rồi. À. Hôm nay là các chị em lên ngôi rồi.